Ngày 5 tháng 8, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hôm 3 tháng 8 đã có buổi làm việc với bà Jacqueline Markiu, trợ lý giám đốc cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI về lĩnh vực đào tạo tại Học viện FBI, thành phố Quantico, bang Virginia của Mỹ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thảo luận với đại diện lãnh đạo FBI về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hai bên đã triển khai hiệu quả công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là sau khi Bộ Công an Việt Nam và FBI ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm 2019. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp thực hiện hơn 300 yêu cầu trao đổi thông tin tội phạm của FBI liên quan đến đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Riêng trong năm 2023, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao 5 đối tượng truy nã cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an Việt Nam cũng đã hỗ trợ xử lý 17 đề nghị phong tỏa tài khoản của FBI, ước tính trị giá hơn 600.000 đô la Mỹ về lĩnh vực hợp tác đào tạo thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao thiện trí của fbi trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của bộ công an phối hợp với bộ công an tổ chức nhiều hội thảo tập huấn về lĩnh vực phòng chống tội phạm trên không gian mạng tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. FBI cần hỗ trợ tương xứng cho Việt Nam đối với các yêu cầu xác minh phục vụ công tác điều tra làm rõ tội phạm của Việt Nam. Hai bên thúc đẩy sớm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, hiệp định dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Bộ Công an Việt Nam và FBI tăng cường trao đổi đoàn các cấp để trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. FBI nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị hiện đại, chuyển giao công nghệ, các giải pháp chuyên dụng phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực với Học viện FBI, Thứ trưởng đề nghị FBI tiếp tục dành cho các sĩ quan Bộ Công an Việt Nam các học bổng, chương trình đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực tại Mỹ, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và chuyển giao các chương trình, tài liệu huấn luyện cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, phối hợp tổ chức các hội nghị hội thảo về nghiệp vụ phòng chống tội phạm, kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam. Nhân dịp FBI kỷ niệm 116 năm thành lập, 26 tháng 7 năm 1908, 28 tháng 7 năm 2024, thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng lãnh đạo nhân viên fbi mong muốn fbi sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác tích cực của bộ công an việt nam trong việc phối hợp giữ gìn an ninh an toàn vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả Sáng ngày 2 tháng 8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2024 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2024. Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Các đợt đặc xá đã giúp hàng chục ngàn người được hưởng niềm vui khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Thực tế cho thấy, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm tội rất thấp. Vẫn theo ông Hà, kết quả các đợt đặc xá còn đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nhiệm vụ đối ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. Điều này tiếp tục khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. Tội phạm tham nhũng phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản mới được đặc xá. Theo quyết định đặc xá năm 2024 do Chủ tịch nước Tô Lâm ký, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn Người bị kết án tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn cần đáp ứng 7 điều kiện để được xem xét đặc xá. Một trong số này là người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng, buộc phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Tại cuộc họp báo, báo chí đặt câu hỏi liệu có thể ước tính số lượng phạm nhân phạm tội tham nhũng đủ điều kiện được xem xét đặc giá năm nay. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hôm nay mới công bố quyết định về đặc giá, trong đó các cơ sở giam giữ sẽ ra soát để xác định phạm nhân nào đủ điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước, con số chính xác sẽ được công bố vào thời gian tới. Báo chí cũng hỏi về trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh bị tuyên án 3 năm tù trong vụ án kết test Việt Á có thuộc diện được xem xét đặc giá năm nay hay không. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hồng nói, ông Trung Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an và sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Một nội dung khác được báo chí quan tâm, đó là số lượng phạm nhân người nước ngoài được xem xét đặc xá năm nay. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, hiện có 643 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở Việt Nam. Sau khi công bố quyết định đặc xá và tiến hành ra soát hồ sơ, các cơ quan chức năng sẽ có thông báo cụ thể về các phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy, định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy tờ lái xe. Hạ mức phạt tiền để phù hợp với tính chất mức độ hành vi vi phạm. Tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với Nghị định số 100-2019 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123-2021 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở để phù hợp với tính chất mức độ của hành vi vi phạm. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100, sửa đổi bổ sung Nghị định 123, mức phạt tiền là từ 6 đến 8 triệu đồng về mức vi phạm khi lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở trong dự thảo mới cũng giữ nguyên mức phạt như hiện hành 16 tới 18 triệu đồng và mức phạt 30-40 triệu đồng khi lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đề xuất phạt tiền từ 400-600.000 đồng đối với tài xế xe máy. Đối với xe mô tô gắn máy, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 400 tới 600 triệu đồng đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành thì mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Đề xuất phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng đối với tài xế xe máy chuyên dùng. Bộ Công an cũng đề xuất tại dự thảo mới phạt tiền từ 800 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quy định hiện hành phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.